Cửa hàng Hiếu Minh Audio chi nhánh tại miền Nam xin chào tất cả các bác nhé. Và ngày hôm nay thì em giới thiệu đến các bác một trong những dòng sản phẩm mà cũng rất chi là quen thuộc và cũng như là rất cần thiết trong một bộ hát trong gia đình, hay là một bộ dàn karaoke, hay một bộ dàn để nghe nhạc. Thì đây là một trong những chiếc quản lý nguồn của hãng DB Acoustic mà hôm nay em giới thiệu đến các bác, bao gồm có 4 mẫu nha các bác nhé. 4 mẫu. Từ những dòng mẫu cơ bằng tay cho đến những dòng chỉnh bằng điện tử. Đấy. Thì chức năng quan trọng của chiếc quản lý nguồn thì nó có 3 chức năng quan trọng nha các bác nhé. Đấy, thì tùy và chức năng thứ 3 thì nó sẽ tùy vào những dòng quản lý nguồn sẽ có. Chức năng thứ nhất đó là để bảo vệ bộ dàn, chống chập cũng như là chống cháy, hay là khi có sét đánh thì các bác có thể bảo vệ bộ dàn nó dễ dàng. Thứ hai đó là dễ dàng bật tắt và chống ù xì lên loa các bác nhé. Đấy. Chức năng, hai chức năng này hầu như đều ở trên chiếc quản lý nguồn nào đều cũng có nhé. Và chức năng thứ ba là trên những dòng quản lý nguồn cao cấp. Đấy, thì nó sẽ có, đó là chức năng lọc nhiễu nguồn điện hay là lọc nhiễu điện nha các bác nhé. Đấy, thì nó sẽ chống ù xì. Đấy, và lọc sạch cái tín hiệu điện cho các bác khi là dùng qua bộ dàn, và nó sẽ bị chống ù xì lên loa nhé. Rồi, ok. Và ở đây là có 4 mẫu quản lý nguồn hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác, đó là DB Acoustic P9 Pro, DB P9 này, đấy, DB SP10 Plus và DB SP10 Pro. Và em cũng thông báo với các bác về giá và cũng như là thông báo đến các bác về chương trình khuyến mãi dành cho những dòng quản lý nguồn của DB Acoustic này. Đầu tiên đó là một chiếc quản lý nguồn DB Acoustic P9 Pro. Phiên bản này nó có hai màu nhá, một phiên bản màu đen, một phiên bản màu trắng. Ở đây em lấy chiếc một phiên bản màu trắng cho các bác nhé. Thì con này nó sử dụng là bàn phím cơ các bác nhé, bàn phím cơ. Và các bác bật tắt dễ dàng. Để về đấu nối một chiếc quản lý nguồn thì em sẽ hướng dẫn cho các bác. Thì đã có, bên em cũng đã có clip để hướng dẫn cho các bác rồi. Thứ nhất là đối với những dòng quản lý nguồn thì nhà bác nào mà dùng xúc điện thì các bác sẽ đấu ở cổng 8 nhé, cổng 8 này. Còn nhà đẩy thì các bác sẽ cho cổng 7. Còn nếu nhà bác nào mà chỉ có súp hơi đấy, đẩy để đánh súp hơi cùng với loa phun thì đẩy các bác lại cắm ở cổng 8. Tức là thiết bị nào to nhất thì các bác sẽ đấu ở cổng 8. Đấy. Sau đó lại đến thiết bị nó vừa như đã đẩy. Còn đằng sau thì các bác cắm không cần theo thứ tự nhé. Thì bật tắt như thế nó sẽ không bị ù xì lên loa và sẽ là không bị kêu tiếng bục lên loa các bác nhé. Và chiếc quản lý nguồn này nó thiết kế một phiên bản màu trắng này. Còn phiên bản màu đen cũng thiết kế tương tự như này nhé. Một màn hình hiển thị này để đo chế độ volt trên này. Và đằng trước là có hai cổng luôn luôn có điện các bác nhé. Hai cổng này thì luôn luôn có điện trực tiếp, kể cả khi các bác tắt bằng nút SV kép này chẳng hạn. Đấy. Thì đằng trước này cũng luôn có điện để cho các bác cắm những thiết bị như là TV này hay là wifi ở đây đều được nhé. Và một chiếc cầu dao để quản lý thiết bị điện. Đấy, khi các bác có điện dò hay điện bị chập thì nó sẽ đóng gạt công tắc này. Đấy. Còn về thiết kế đằng sau đây, em sẽ quay về một phòng đằng sau một chút cho các bác này. Thiết kế đằng sau của chiếc quản lý nguồn này thì hầu như nó đều giống nhau nhé. Thì ở đằng sau này nó đều sử dụng đến 8 cổng nhé các bác nhé. Thì các bác để ý theo thứ tự này. Thì ví dụ như chiếc P9 Pro nó sẽ từ 8 đến 1 thì cổng này sẽ là cổng số 8 nhé. Đấy, còn hay như chiếc quản lý nguồn P9 này thì nó sẽ từ 8 đến 1 ở đây. Từ 1 đến 8 thì cổng này sẽ là cổng số 1 này. Đấy, nó khác nhau một chút thì các bác để ý vào cái đường mà nó chỉ dẫn nhé. Còn như những quản lý nguồn đời cao này, đấy, nó sẽ có cổng nó ghi sẵn trên này. Đấy, hay con SP10 Plus thì cũng ghi tương tự như con P9 Pro. Và những cổng đằng sau này thì nó đều theo thứ tự đấy nhé. Các bác nhìn này, các cổng này thì nó đều theo thứ tự. Thì các bác cắm thì cũng theo thứ tự như em hướng dẫn ở trên đấy. Ví dụ như đây từ 8 đến 1 đây. Đẩy thì các bác có thể cắm vào cổng này. Đẩy thì các bác có thể cắm vào cổng 8. Còn súp điện, nếu mà nhà có súp điện thì súp điện lại cắm vào cổng 8. Đấy, đẩy thì lại cắm vào cổng 7. Còn thứ tự đằng sau thì các bác cắm không cần theo thứ tự đều được nhé. Các bác cắm rất là dễ dàng và nó không bị kêu hay là không bị ù lên loa, để tránh trường hợp bị cháy chép hay cháy bát. Đấy, một trường hợp đáng tiếc như thế nhé. Và ở đằng sau thì nó cũng đều có một cái nút phần đấu nút nguồn phụ ở đây. Đấy, thì các bác đấu dễ dàng thôi, chỉ cần âm dương và các bác thiết kế một cái công tắc để bật tắt là được nhé. Và dây nguồn của ba dòng này thì nó khác nhau một chút. Con của con P9 này
thì nó bằng ngón tay út thôi. Đấy. Hay là của con P9. P9 P9 nhá, P9 Pro thì nó hơi bé hơn một chút này. P9 Pro này. Đấy, FP10 FP10 Plus này. Dây rất là lớn này các bác nhìn thấy chưa? Dây này như một con rắn ấy. Đấy, rất là lớn. Rồi ok. Đấy là về mặt đằng trước của mặt đằng sau của những dòng quản lý nguồn. Thì giá thì em thông báo lên các bác là giá chiếc quản lý nguồn DBP9 Pro này thì giá hiện tại bên cửa hàng và cũng như nhà hãng đang chào bán với giá là 1.900.000 đồng. Thì với giá 1.900.000 đồng này thì bên cửa hàng sẽ gửi tặng đến các bác một bộ pin sạc 4 nhé. Bộ pin sạc 4 trị giá 350.000 đồng. Thì nếu các bác không lấy pin sạc thì em sẽ bớt tiền đi 300.000 nhé. Và tất cả những mẫu mã quản lý nguồn ở đây em giới thiệu đến các bác đều bảo hành lên đến 2 năm. 2 năm và 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng đồng nếu xuất hiện lỗi. Đấy. Thì đây là cam kết của nhà hãng và cũng như là cam kết của cửa hàng Hiếu Minh Audio chi nhánh tại Việt Nam để gửi tới các bác. Và mẫu thứ hai ở đây thì em gửi tới các bác đó là một chiếc quản lý nguồn phiên bản mới nhất của nhà hãng là DB Acoustic P9. Thì con này nó sử dụng một màn hình hiển thị điện tử nhá. Con này thì tắt hoàn toàn bằng màn hình hiển thị điện tử. Đấy. Và cũng có một cái phần cầu dao ở bên này. Thì bản chất của hai chiếc P9 Pro và P9 nó đều là như nhau. Nó chỉ khác cái là về một cái là sử dụng màn hình điện tử và một cái là sử dụng màn hình tắt là bằng phím cơ thôi nhé. Đấy, khác nhau. Còn về bật tắt thì các bác bật tắt bình thường thôi. Các bác nhìn cái nút switch này. Đó, tắt. Các bác tắt này. Các bác nhìn thấy chưa? Nó tắt theo thứ tự. Và khi các bác dùng xong. Đây, các bác để ý nhé. Nó sẽ tắt theo thứ tự từ 8 đến 1. Còn bật nó sẽ từ mật từ 1 đến 8. Và khi các bác tắt đi xong thì các bác gạt cái nút này. Đấy. Thì nó yên tâm khi các bác đi ngủ. Không bị chập cháy hay là bị ủ xì ra loa hay là bảo vệ thiết bị an toàn cho các bác hay là kể cả trẻ con nữa thế. Đấy, an toàn. Và đằng trước này thì nó thiết kế là có một cổng cắm nhé. Con này nó có 9 cổng thôi. Nó thiết kế một cổng cắm đằng trước này. Rồi ok. Và giá hiện tại bên cửa hàng Hiếu Minh đang chào bán với giá là 1.950.000 đồng đối với chiếc quản lý nguồn DBP9 này nhé. Thì đối với cái giá này thì em cũng sẽ gửi tặng đến các bác một bộ pin sạc 4 ở đây. Đấy, rất chi là quen thuộc của Daily Power. Nhiều bác đã dùng đến 3-4 năm rồi, vẫn chưa hỏng nha các bác nhé. Chưa hỏng. Thì giá là 1.950.000 đồng. Em gửi tặng bác một bộ pin sạc 4 này. Còn nếu các bác không lấy pin sạc thì em bớt đi cho các bác 300. Đấy. Và tiếp theo ở đây là một chiếc quản lý nguồn DB Acoustic SP10 Plus. Phiên bản cũng vừa mới nhất nhé. Và con này nó sử dụng hoàn toàn bằng phím điện tử. Và nó sử dụng một cái phím... thì các bác có thể điều chỉnh được cả bật tắt nhé, bật tắt dễ dàng, điều chỉnh được thời gian bật tắt này thông qua các thông số ở đây này, đấy, timer này, time này, điều chỉnh đồng hồ ngày giờ rất là dễ dàng nha các bác nhé. Và khi các bác dùng đây thì các bác bật tắt thì nó cũng dễ dàng thôi, chỉ cần bằng một nút ở đây, switch này, này là được nhé. Rồi ok, thì giá của như em đã nói với các bác là những tính năng như là lọc nguồn hay là lọc nhiễu thì sẽ nằm ở những dòng quản lý nguồn cao cấp. Thì con này nó cũng được tính là một trong những dòng quản lý nguồn cao cấp của hãng DB Acoustic mà bên cửa hàng cũng vừa mới về hàng. Thì chiếc này thì nó sẽ có lọc nguồn như các bác nhé. Đấy, đối với chiếc quản lý nguồn FP10 Plus này thì nó sẽ có lọc nguồn Mexico. Thì giá hiện tại nhà hãng đang chào bán với giá là 2.900.000 đồng. Thì đối với giá 2.900.000 đồng thì em sẽ gửi tặng đến các bác một bộ pin sạc 4 này. Còn nếu các bác không lấy pin sạc em sẽ bớt đi 300 cho các bác nhé. Đấy. Thì tất cả những dòng quản lý nguồn ở đây đều có quà dành cho các bác khi lựa chọn mua hàng tại cửa hàng Hiếu Minh Audio chi nhánh tại miền Nam. Và con này nó thiết kế nó có một cổng USB đằng trước này. Các bác cắm này. Đấy. Điều chỉnh rất là dễ dàng. Và trên hai chiếc quản lý nguồn này thì nó đều có cái phần bút nhé. Để bút để các bác có thể căn chỉnh dễ dàng nhé. Protect để bảo vệ này, setting này, cài đặt từng cổng một nhé. Đấy, cài đặt từng ngày giờ, thời gian, bật tắt. Rồi ok. Và tiếp theo ở đây là một mẫu quản lý nguồn cũng như là đánh giá là một trong những quản lý nguồn cao cấp nhất hiện tại bây giờ của nhà hãng DB Acoustic mà đang bán. Và cả hai, và em cũng thông báo với các bác là cả hai chiếc quản lý nguồn này nó có một chế độ nữa là chế độ auto volt. Tức là các bác có thể chạy từ điện 100V cho đến 240V nhé. Đấy. Thì ở hai chiếc quản lý nguồn này nó đều chạy chế độ auto volt, chế độ rất là quan trọng. Em quên chưa giới thiệu đến các bác. Và tiếp theo là một quản lý nguồn DB SP10 Pro. Thì con này nó thiết kế cũng một màn hình hiển thị ở đây, một màn hình hiển thị màn hình điện tử lớn ở đây nhá. Thì các bác cũng có thể điều chỉnh được ngày giờ này hay là điều chỉnh được
thời gian bật tắt này. Đấy. Thì con này nó sử dụng màn hình lớn hơn và các bác điều chỉnh được chi tiết hơn. Và nó cũng có thiết kế là một cái cổng USB đằng trước này, và đằng trước này thì nó có một đường nguồn luôn luôn có điện và cũng chạy ở chế độ là auto volt. Đấy. Thì các bác điều chỉnh dễ dàng bằng một cái phím menu edit ở đây thôi. Đấy. Các bác có thể khóa lại các kênh đều được hết nhé. Đây. Đây, các bác nhìn thấy chưa? Delay này, thời gian bật tắt của từng cổng này. Đấy. Đây, thời gian chạy của từng cổng này. Chưa? Rồi ok. Đấy, thì các bác có thể điều chỉnh ở đây và các bác để dành cho các bác có thể mày mò. Và con này thì nó có chế độ vừa lọc nhiễu nguồn và lọc nhiễu điện nha các bác nhé. Vừa có lọc đầu nguồn, vừa có lọc nguồn Mexico và vừa có lọc nhiễu Mexico luôn. Thì chiếc này hiện tại thì bên cửa hàng và cũng như là nhà hãng đang chào bán với giá là 3.600.000 đồng. Thì với giá 3.600.000 đồng này thì em cũng gửi tặng đến các bác một bộ pin sạc 4 này. Thì nếu các bác không lấy pin sạc thì em sẽ bớt đi 300 cho các bác nhé. Giá rất chi là hợp lý và phải chăng dành cho các bác khi lựa chọn những mặt hàng. Đối với một bộ dàn karaoke hay là một bộ dàn hát thì em vẫn khuyên các bác là nên dùng những chiếc quản lý nguồn này để bảo vệ bộ dàn cho các bác, và thứ hai là bật tắt dễ dàng, chống ù xì lên loa. Rồi ok. Đấy là em cũng đã giới thiệu đến các bác về những dòng quản lý nguồn của DB Gotic mà đã có hàng tại cửa hàng Hiếu Minh Audio chi nhánh tại miền Nam nhé. Và các bác cần mua hàng hay là cần tư vấn những thiết bị karaoke thì có thể liên hệ với cửa hàng Hiếu Minh qua các số điện thoại online trên đây. Cơ sở 1 có số điện thoại online là 0919182233 và 0869997229, và cơ sở 2 là 0982352313 và có địa chỉ tại cơ sở 1 là 364 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, và cơ sở 2 là 48B Cư Xá và Điểm, Quốc lộ 22 Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi ok, đấy là bên cửa hàng miền Nam em. Thì em muốn giới thiệu đến các bác về những dòng sản phẩm mà đang có mặt tại cửa hàng Hiếu Minh Audio chi nhánh tại miền Nam nhé. Đấy là những mẫu quản lý nguồn mà của DB Gotic, thì em sẽ giới thiệu đến các bác dần dần về những mẫu như là mẫu đẩy, mẫu loa. Đây, như hôm trước là các bác hỏi là mẫu súp Vital Bass 50. Đấy là dành cho anh em sự kiện hay đánh gia đình này. Mẫu TG Audio cũng đã có hàng tại cửa hàng Hiếu Minh nhé. Hay là dòng loa JBL Bass 25 này, có hàng nhé. Đây. Hay là dòng loa EV Foxy 12. Đấy, có hàng ở đây rồi. Ok. Và em cũng xin kết thúc clip tại đây và hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo của cửa hàng Hiếu Minh Audio chi nhánh tại miền Nam nhé.